Xe lăn điện Lucas XE1002 được trang bị hệ thống phanh tự động. Xe sẽ tự động phanh khi dừng lại, an toàn khi lên xuống dốc, giúp bạn an tâm trên mọi hành trình của mình. Xe có khung thép chắc chắn, tải trọng lên tới 100 kg, phù hợp với cả nam và nữ. Đệm của xe hai lớp. Lớp trên bọc lưới thoáng khí giúp bạn ngồi lâu mà không bị nóng. Xe được trang bị hai động cơ 250W mạnh mẽ. Xe có thể đi với tốc độ 1 đến 6 km/h tùy nhu cầu của người dùng. Quãng đường xe di chuyển từ 12 đến 15 km mỗi lần sạc đầy, phù hợp với những người không cần đi quá nhanh và cũng không cần di chuyển quá nhiều. Và bây giờ thì mời bạn cùng tôi xuống phố với xe lăn điện Lucas XE1002 nhé!